Xin kính chào các quý thính khán giả của kênh ở nơi một lần nữa tôi được khinh hàng để trở lại để trình bày với quý vị về cái tin tức mới nhất về chủng ngừa của 2019. Thì chủng ngừa ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ bàn tới chủng ngừa cho người lớn mà thôi và trong cái phần trình bày ngày hôm nay tôi sẽ nói về các loại chủng ngừa những cái loại chủng ngừa nào gọi là mới những cái thay đổi mới của 2019 dựa theo những hướng dẫn của CDC tức là Center of Disease Control cái trung tâm để mà kiểm soát bệnh tại Hoa Kỳ và theo những hướng dẫn của y giới và những recommendation for auto immunization schedule United States 2019. Thì các loại chủng ngừa cần cho người lớn thì chúng ta thứ nhất người lớn là cái gì? Người lớn là những người mà trên 18 tuổi tới tính từ 19 tuổi. Nhưng mà dự dường học người ta chia làm 19, 21, 22, 26, 29, 49, 50, 64, đặc biệt 50, 64 là cái tuổi đáng chú ý trên 65 tuổi cũng cần cả chú ý. Và không những người bệnh phải được phân ra cái tuổi nhưng mà phải xem thử cái người thầy thuốc có nhiệm vụ phải xem họ có những cái bệnh gì khác trong cơ thể hay không. Đặc biệt những cái bệnh giảm miễn nhiễm thì nó quan trọng lắm tại vì chích thuốc ngừa nó bắt buộc phải có hệ thống miễn nhiễm để tạo ra kháng thể để chống lại bệnh. Những người bệnh giảm miễn nhiễm là những bệnh người ung thư, những người tiểu đường, như người bị xuyến, nó uống prednisone và những người đang sử dụng quá chất trị liệu những người bị bệnh kinh niên đặc biệt là chạy thận hay lọc máu nhân dân là người yếu những người bị tiêm kinh niên người uống rượu bị chai gan và đặc biệt những người bị viêm gan kinh niên do những bệnh khác như như là siêu gan B và C nhân dân và đặc biệt những người bị tiểu đường lâu ngày lâu dài và có những biến chất khác nhau khi chúng ta nói về những thuốc chủng ngừa thì thực sự nó có rất nhiều ví dụ như là chủng ngừa siêu gan A và B những ngừa là SPV, chủng ngừa ung thư tử cung và dòng hầu và chủng ngừa cúm thì tất cả mọi người chúng ta ai đều biết hết và chủng ngừa Mesothelioma rubella chỉ là MMR, ban sởi, quan bị và ban đỏ và đặc biệt chủng ngừa sưng phổi thì chúng ta sẽ chú ý ngày hôm nay và chủng ngừa phong độ gánh tetanus và chủng ngừa bệnh giời ăn hay là zona tôi sẽ chú ý hai cái bệnh là sưng phổi và bệnh giời ăn ngày hôm nay trước hết tôi xin trình bày về cái bệnh xương phổi như thế nào thì cái chúa chung người bệnh xương phổi gây ra bởi có nhiều loại lắm chứ không phải chỉ có vi trùng mà thôi do siêu vi trùng cũng có do nấm cũng có và có ký sinh trùng cũng có nhưng mà chúng ta chỉ nói ngày hôm nay về cái bệnh xương phổi do vi trùng mà thôi nhưng mà vi trùng thì lại có nhiều quá nhiều loại vi trùng pneumococcus hay là streptococcus pneumoniae vi trùng lao vi trùng staphylococcus và vi trùng Haemophilus chlamydia. Nhưng mà quý vị nhớ là cái thuốc chủng người chúng ta chỉ đối phó với con vi trùng Pneumococcus mà thôi. Chứ không có bảo vệ được tất cả những loại khác. Đó là cái điểm quan trọng. Sưng phổi vi trùng Pneumococcus tại sao người ta phải chú ý nó? Tại vì nó rất rất nặng và nó có thể gây chết người, đặc biệt những người lớn tuổi, những người mà ở trong nơi sinh hôm và những người có nhiều bệnh khác ví dụ như suy thận, suy tim, dần dần dần, chúng ta sẽ thấy đây là hình ảnh tôi muốn xin giới thiệu quý vị là cái hình phổi bên trái của tôi là hình ảnh sưng phổi và cái bên phải là cái hình ảnh trên chụp cái hình uh, X-ray bình thường. Và nếu chúng ta không chữa thì cái sưng phổi chỗ đỏ hai phổi nó sẽ lan ra là lúc đó thường rất là khó chữa và có thể chết người. Về phương diện chủng ngừa thì chúng ta có hai loại thuốc chủng ngừa, một cái loại thuốc cổ điển gọi là nôm 23 gọi là Novavax đã có từ lâu rồi và một cái loại mới tức là nó có cái 13 còn có cái tên là Prevna 13 hay là viết tắt là BCV 13 tôi sẽ giải thích tại sao có số 13 23 tại vì cái con di trùng nông có cái này đó nó như vậy nhưng mà nó tới 90 cái dòng con của nó là tức là serotype 90, nhưng mà về phi diện nghiên cứu thì người ta chỉ thấy có 10 loại chính trong 90 cái dòng đó là gây hầu hết 60% trăm các loại bệnh và cái loại chủng ngừa cổ điển 23 thì giúp khả năng chống lại được 23 loại trong nhóm đó. Cái hàng dưới là cái hàng chữ rất là nhỏ vì không cần chú ý, đó là những cái loại cái dòng của nó, chúng ta không cần chú ý. Thuốc mới Prevna chỉ có 13 cái dòng thôi, nhưng mà nó có giá trị tại vì nó có cái dòng 6A thường xảy ra ở những cái sưng phổi của trẻ em. Chính vì vậy cái thuốc mới Prevna này được sử dụng ngay cả trẻ con cho đến người lớn nữa. Đó là cái sự khác biệt của nó. Trước đây thì cái thuốc cũ nó chỉ sử dụng cho những người lớn tuổi, trên 50 tuổi mà thôi. Và thực sự nó hữu hiệu hơn so với cái thuốc cũ. Vậy thì trong cái hướng dẫn mới về chủng ngừa người ta thấy là nếu mà tuổi 65 hay cao hơn tuổi 65 cho tới 100 tuổi đi, không có bị bệnh gì khác thì một là sẽ chích một mũi 13, sau đó chích thêm một cái mũi 23. Coi như hai mũi là đủ hết cả cái đời người của đó và thứ hai nếu mà họ đã chích trước đây 23 rồi thì chờ đúng một năm sau sẽ chích cái mũi thứ gì bcv 13 kia là chúng ta sẽ bảo vệ được người đó rất rất là rất đầy đủ và không cần chích thêm nữa bây giờ chúng ta sẽ qua cái hướng dẫn như thế nào những trường hợp những người trẻ tuổi hơn 65 tuổi từ mình chín đến 64 nhưng mà họ có những cái bệnh phổi bệnh gan tiểu đường hay nghiện rượu hay là xuyển thì đó Thì sẽ chích cho họ một cái điều 23 còn nếu cái khả năng suy giảm của họ đề kháng họ quá yếu đó thì quý vị thấy rõ ràng là họ sẽ cần chích hai mũi, tức là một mũi 13, sau đó 8 tuần sau thì phải chích cho 23, có nghĩa là chúng ta sẽ có thể giúp cho họ bảo vệ hầu hết những cái dòng gây ra sừng phổi. Đó là cái điểm sẽ hơi khó hiểu nhưng mà quý vị phải hiểu và sẽ tham khảo với thầy thuốc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần thứ hai tức là cái bệnh dời ăn hay là gọi là shingle cái tên bình thường của nó. Tên khoa học là herpes zoster và Việt Nam chúng ta bệnh zona tức là cái bệnh tiếng của tiếng Pháp. Đây là một loại bệnh nặng gây biến chứng rất là nhiều, đặc biệt đau nhức rất là lâu dài. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chú ý. Tại sao tôi cho quý vị coi những cái hình này nó có đôi khi nó hơi có thấy nó hơi rất là rất là ghê ghê tởm về phía giữ bệnh tật nhưng mà cái gì thấy nó có nhiều dạng khác nhau từ bàn tay cho tới cái ngực rồi tới những cái đốm nhỏ nhân dân rồi tới cái mặt ăn vô mắt nhân dân chính vì vậy mà khi quý vị thấy những cái hình ảnh này trên xảy ra trên người của mình kèm với đau nhức hoặc là những người thân của mình những người lớn tuổi trong nhà mà thấy những cái này là chú ý là cho đi khám bác sĩ ngay tại vì chữa sớm chừng nào thì nó sẽ đỡ nhiều chừng đó cái số hai là những cái thuốc chủng ngừa bệnh giờ an hiện nay chúng ta có hai loại chính tức là số vaccine một cái loại mới siêu vi không còn sống nữa thì ra không có sợ nguy hiểm là có thể là nó sẽ lây lan hay gì do cái cái chủng ngừa còn cái thuốc nguồn cũ là số sơ vaccine đó gọi là zovirax thì nó dù sử dụng còn sống nhưng mà nó giảm hiệu lực rất là nhiều đó là hai loại chính hiện nay trên thị trường thì cái Zostavac như quý vị đã thấy đó là vaccine live nó bảo vệ được 98% cho những người từ 50 tới 99 tuổi 59 tuổi nhưng mà trên 60 tuổi thì cái mức độ nó bảo vệ chỉ còn có 51% thôi, đó là cái thuốc cũ. Hiện nay chúng ta chỉ cần chích một lần là đủ. Còn cái thuốc mới là Syncrix, đó là một cái loại thuốc không có phải là Civi cũng nó nó đã còn còn sống nữa đã làm chết rồi. Và nó bảo vệ tốt hơn 90% cho những người trên 50 tuổi đó là cái giá trị của nó, nhưng mà phải chích tới hai lần cách nhau khoảng 6 tháng. Đó là cái điều cần nhớ vì nhớ là những điều về chủ ngừa, chúng sẽ giúp phòng bệnh nhưng mà không có thể chữa bệnh được, không bảo vệ hoàn toàn để không bị bệnh. quý vị nhớ cái điều đó, tại vì nó có quá nhiều cái loại bệnh của cơ thể mình và nhưng mà điều tốt lành đó là nếu nhiễm bệnh, quý vị sẽ thấy nó sẽ nhẹ hơn và điều thứ nhất trong y học là chủ ngừa lúc nào cũng tốt hơn phòng bệnh lúc nào cũng hơn trị bệnh. Đó. À, tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và nếu quý vị à, muốn xem lại thì vào cái youtube.com và đánh chữ bản tin huy học thì sẽ tìm lại được tất cả những cái cái show khoa học và một lần nữa thì xin hẹn lại vào mỗi đầu tháng vào tối thứ sáu quý vị sẽ có thể yeah, xin hẹn lại vào mỗi thứ sáu đầu tháng xin cảm ơn quý vị xin chào.